Hello, mình chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay mình cũng vừa xong cái hai cái con máy anh em. Thì một con máy 20 feet lớn và một con 16 feet nhỏ anh em. Đây là con 16 feet nhỏ và đây là con 20 feet lớn anh em. Đây 20 feet lớn ha, feet mới anh em, 290N08 ha. Chạy bơm bít hai chế độ. Thì hai con máy này là hai con máy chuyên thiền không? Không có hai con máy chuyên thiền ha, hai chế độ để cho anh em dễ xài ha. Bật lên đánh lì, bật xuống là băm ha. Đây là tần số, đây là mát, đây là giờ. Kẹp thì em đã làm cho anh em kẹp đầy đủ, cò bóp đầy đủ luôn ha. Đây, để mình test cái con 20 feet lớn cho anh em xem ha. Thì mẫu này là mẫu mới anh em. Máy thì rất là lực luôn á. Đèn nó sáng trắng luôn ha. Rồi, đánh lì. Làm dặn chưa hết đó nha anh em. Rồi, thì con máy này là con máy 20 feet lớn, chạy bơm bít hai chế độ. Máy thì rất ấm nha anh em, không bao giờ nóng luôn ha. Thì các anh em nào xài thì các anh em cứ liên hệ ha. Cái này là bơm bít nha, chiên nước ngọt, phèn, ngọt đục, ngọt trong ha. Đây, 20 feet lớn. Rồi các anh em nào xài thì các anh em cứ liên hệ mình ha. Rồi chào anh em nha.